Dung Dung TV. Chào các bạn, chúng mình sẽ cùng nhau chơi trò tô màu động vật trên gỗ. Chúng mình cần chuẩn bị màu nước, cọ và cả bút chì nữa. Sẵn sàng rồi và bây giờ tô màu thôi. Thì đây chúng mình sẽ cùng nhau tô cho bạn Dory, một trong những nhân vật trong bộ phim hoạt hình Đi tìm Nemo rất là hay đấy các bạn. Sẽ dùng bút chì để mình phác thảo cũng như là mình vẽ trước các nét để các bạn có thể hình dung được mình sẽ tô màu như thế nào nhé. Bây giờ xong rồi thì chúng mình sẽ cùng tô màu cho chú cá Dory này nhé. Chú cá Dory thì có thân màu xanh và chiếc vây cũng như là chiếc đuôi màu vàng đấy. Bây giờ mình đã phân chia khu vực như này rồi thì bây giờ mình sẽ vẽ riêng nhé. Có một số màu ấy, thì tụi mình có thể tô màu một cái màu nền ở phía dưới trước toàn bộ cho thân. Xong rồi tụi mình sẽ tô một màu khác trang trí lên trên. Nhưng đó là trường hợp những màu mà nhạt nhạt hoặc là cùng tông với nhau thì tụi mình làm như vậy thì có thể được. Nhưng mà với những màu mà hơi chọi chọi nhau một xíu thì mình nghĩ là mình nên tô riêng các bộ phận ra để cho đẹp nhé. Theo mình sẽ dùng màu vàng để tô cho vây cũng như là mang của chú cá này. Màu trắng này của mình thì mình có thể trang trí cho phần vây cũng như là phần đuôi nhé. Rồi, bây giờ còn một chi tiết nữa, đó chính là mình sẽ vẽ cho Dory một con mắt cũng như là một cái miệng nữa nè. Chú cá Dory bằng gỗ rồi nè. Chú cá Dory của tụi mình có màu xanh và màu vàng rất là đẹp đúng không? Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Còn bây giờ thì mình thả Dory ra biển thôi.